Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là của con Flycam DJI Mavic 3 Pro mới ra hôm đầu tháng 5 năm 2023. Thì những hình ảnh quay ban ngày, thời tiết đẹp thì tôi đã up một hai video rồi. Hôm nay mời các bạn xem những cái cảnh quay buổi tối, người ta gọi là quay đêm luôn. Rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề quay đêm. Vâng, quay đêm là một cái gì đó rất là khó và đòi hỏi một cái thiết bị phải rất là tốt và đắt tiền. Thì con Flycam Mavic 3 Pro này là con đỉnh nhất tại thời điểm bây giờ. Đỉnh nhất các bạn, Mavic 3 Pro đó. Thì đương nhiên rằng là mình chỉ xét từ góc độ là những con máy gọi là cao cấp, nhưng mà thuộc về cái nhóm cá nhân chứ không phải dành cho doanh nghiệp đó, hoặc là làm những sự kiện, những nghề lớn các bạn ha. Đó, những con máy cá nhân thôi, tức là dưới 1 kg. Con này thì nặng 900 gram. Đấy. Và ở cái dòng Mavic 3 Pro này, nó có nhiều chế độ quay, những cái mốt màu khác nhau. Đó. Đơn cử là quay D-Log để về mình lút màu. Và tôi đang zoom thử lên 28x kỹ thuật số. Con Mavic 3 này nó có tới 3 cái camera. Đó, 3 cái camera, một cái là 1x, cái 3x và một cái là 7x. Thì con camera 1x ấy, thì mình có thể zoom lên từ 1x cho tới 2,9x là nội suy lên đó. Sau đó nó tự động nó chuyển qua cái mode, nó chuyển qua cái cam 3x quang học. Rồi từ 3x quang học nếu mình zoom nữa thì nó lên 4x, 5x, 6x, 6,9x là quang học. Sau đó nó nhảy qua cái cam quang học 7x. Đó, 7x là cam quang học. Sau đó nó zoom lên 14x và 28 cái số nữa. Thì đó là cái cơ chế zoom của nó. Hiện tại tôi đang quay cái cam 3x ấy, nhưng mà do mình bend ngang nhanh quá, ban đêm mình quay cái shooter nó chậm, mình bend ngang quá cho nên nó hơi bị nhòe ngang. Khi mà quay thì mình hạn chế cái động tác lia ngang này mà. Hạn chế lia ngang ha. Đó, thì với ba cái cam này á, thì cái cam số 1, 1x á, là xịn sò nhất. Nó cảm biến nó lên tới 4/3 inch, tức là lớn hơn 1 inch. Và nó có thể điều chỉnh được khẩu độ, điều chỉnh được cái F á, cái khẩu độ á. Còn hai cái cam còn lại, cái cam 3x và 7x thì không có điều chỉnh được khẩu độ bạn ha. Đó, khẩu độ là cố định. Cam 3x khẩu độ cố định là 2.8 và cam 7x khẩu độ cố định là 3.5. Đấy. Cho nên là cái cam 1x ấy, là các bạn có thể điều chỉnh được khẩu độ. Vâng, nói tiếp về vấn đề mốt màu thì nó có nhiều cái chế độ mốt màu. Thì hiện tại cái video các bạn đang xem là tôi quay bằng cái mode auto tự động hoàn toàn, tôi không sử dụng chế độ manual quay ô tô, và nốt mốt màu thì cũng là mốt màu ô tô luôn. Đó, MB4 bình thường, tức là không về không có phải lút điếc gì cả. Đó, có sao để vậy các bạn. Đương nhiên là tôi có chỉnh màu cho nó tươi lên tí xíu, chỉnh cái saturation lên 2% cho nó tươi tắn thôi. Ngoài ra không làm gì khác. Đó, một cái video thực tế. Lúc trước thì tôi cũng ham hố quay D-Log rồi về lút màu các kiểu. Thì nhiều bạn cứ hỏi file gốc đâu, file gốc đâu, sao không up file gốc mà đi chỉnh thế này. Vâng, mình quay D-Log thì mình phải chỉnh, không chỉnh thì nó xám xịt. Nó xám xịt, mình không có thể nào mình up lên Facebook cho mọi người xem được.
cho nên mình chỉnh, mà đã chỉnh thì lại là lệ thuộc vào con mắt cá nhân của mỗi người. Đó. Thì ngắn gọn trong một cái video dành cho những bạn chưa biết gì nhiều thì tôi quay tự động hoàn toàn hết. Đó. Không có đề lốc, không có lút màu, không có gì hết mà. Cho dễ hiểu, để các bạn dễ hình dung. Đó. Nếu như mà cái chất lượng video này mà các bạn chưa được thỏa mãn thì thật sự là rất là khó, tại vì đây là cái con xịn sò nhất tại thời điểm bây giờ rồi. Giá tiền của nó là đâu đó là 49.990.000 đồng cho một cái bản lẻ, tức là có một pin thôi. Còn nếu các bạn mua bản combo thì giá sẽ cao hơn, 70-80 triệu. Còn các bạn chuyên nghiệp hơn có thể chọn cái bản Mavic 3 Pro Cine thì nó lên tới 120 triệu. 120 triệu rồi. Và thậm chí lên tới 140 triệu nếu như các bạn sử dụng cái tay cầm DJI RC Pro đó, và bản Cine rồi combo túi sách. Đó, cho nên là con Mavic 3 này dao động trong khoảng từ 50 cho tới 140 triệu mà. Quá khủng khiếp các bạn ha. Nhưng mà đó là khủng khiếp đối với những người mới tập chơi thôi. Còn với các bạn chuyên chụp ảnh, quay phim thì một cái máy chụp ảnh 100 triệu là chuyện bình thường. Cho nên là đây là vừa bay, vừa chụp vừa quay mà chỉ có 50 triệu thì tôi nghĩ rằng là hợp lý. Để mà quay một cái hình ảnh như thế này thì mình có thể bay chậm là một, bớt lia máy là hai, và nên hạn chế những cảnh toàn. Cảnh toàn là cảnh xa như thế này này. Vâng, cái đoạn này tôi có tua nhanh lên 200%, tại vì mình bay xa quá đó, mà mình lia máy, mình orbit quanh cái tháp nên mình tua lên 200%, cho nên hơi rung rung tí. Chứ thực ra là tôi đang bay chế độ sport là 75 km/h rồi. Đó. Mà mình tua nhanh như vậy ấy, là nó lên gấp đôi ấy. Gấp đôi là ảo trên video ấy. Đấy. Nhiều bạn muốn quay đêm mà sáng đẹp thì xin thưa các bạn rằng là các bạn phải quay ở những nơi có đèn. Quay đêm tức là khi trời tối, không có ánh sáng mặt trời, nhưng phải có đèn, đèn đường, đèn cửa sổ, đó, đèn của những tòa nhà nó phát ra thì nó mới đủ ánh sáng để cho mình quay. Chứ còn quay đêm mà đi ra ruộng hoặc là ở dưới đồng quê ấy, thì chắc chắn là không quay được rồi, nó tối thui mà. Đó, đây tôi đang zoom thử. Đó, nó liên thông luôn 3K các bạn ha. Muốn mà liên thông được 3K như thế này ấy, thì các bạn phải chuyển qua cái mode quay phim có tên là Explorer. Thì tôi không hiểu sao khi chuyển qua cái mode này ấy, thì cái khung hình, cái góc nhìn ấy, nó bị rốp lại, nó bị hẹp lại một tí xíu các bạn ha. Hơi hẹp lại một chút. Còn nếu các bạn không chọn mode Explorer mà chọn mode bình thường ấy, thì mình chỉ zoom trong cái cam số 1 thôi. Tức là từ 1 mình zoom lên tới 3 là hết. Rồi mình phải dừng quay phim, rồi mình chuyển qua cam số 3X, rồi mình zoom lên tới 7X là hết, rồi mình dừng quay phim, rồi mình mới chuyển qua cái cam 7X, mình zoom lên 14-28, đó, thì nó có sự khác biệt nhẹ ở chỗ đó. Vâng, đây là cái đoạn bay ngang, đó, đây là đang test cái cam 3X. Khi mà mình bay ngang hoặc là mình bend máy ngang thì nó hơi bị nhòe các bạn ha. Thậm chí ban ngày mà các bạn bend máy ngang nhanh quá nó cũng nhòe nữa, chứ không phải nói gì ban đêm. Đấy. Chất lượng hình ảnh thì nó lệ thuộc nhiều yếu tố lắm. Đó. Ví dụ như hôm nay ấy, là thời tiết nó mù mịt, các bạn nhìn trời ấy, nó xám xịt rồi, nó không có mây, nó không có trong. Chất lượng hình ảnh thì nó lệ thuộc rất là nhiều yếu tố, về thời tiết, về quang cảnh. Thì quang cảnh ở đây thì đẹp rồi, nhưng mà thời tiết thì chưa đẹp.
Vâng, xin tóm tắt lại là video này tôi quay chế độ tự động hoàn toàn các bạn ha. Đó, quay một phát là MP4 luôn. Đó, chỉnh màu sặc sỡ lên tí rồi up thôi. Chứ không có lút màu, không có quay đề lốc. Test nhanh. Đó, còn các bạn mà đã sử dụng tới đề lốc, đã sử dụng tới lút màu là các bạn chuyên nghiệp rồi. Các bạn biết quá nhiều rồi. Mà cái camera Hasselblad này của con Mavic 3 này thì cũng không phải là mới. Đó, cái bản mà Mavic 3 bình thường ấy, nó đã ra cái đây 1.5 năm rồi. Vâng, mời các bạn xem một số cảnh ban ngày. Nó ra cái đây 1.5 năm rồi, cho nên không còn lạ lẫm gì nữa. Còn Mavic 3 đó thì nó có 2 cam, 1 cam 1X và 1 cam 7X. Và cách đây 6 tháng thì nó ra con Mavic 3 Classic giá rẻ hơn một chút nữa, đâu đó tầm 38 triệu đó, thì nó lại chỉ có 1 cam thôi đó. Nhưng mà dù gì nó vẫn là một cái cam 3/4, cảm biến 4/3 của Hasselblad xịn sò, nên chất lượng của nó thì các bạn đã biết qua rồi, 1.5 năm với nhiều trải nghiệm rồi. Cho nên là video này có đẹp hay xấu thì cũng tùy thuộc vào thời tiết các bạn ha. Đó, chất lượng thì bạn biết rồi. Hôm nay mình chỉ test thêm một chút về cái cam 3X thôi. Vâng, cái cam 1X ấy, là tiêu cự của nó là 24mm. 24mm. Còn cái cam 3X ấy, là tiêu cự của nó là 70mm. Đó. Và cái cam 7X ấy, là tiêu cự 166mm. Thì cái cam 3X đó nó cũng không, 7X ấy, thì nó cũng không có gì mới lạ. Nó cũng giống như cái cam 7X của con Mavic 3 cách đây 1.5 năm thôi. Có thể là nó hơi thiết kế hơi khác một chút. Khác một chút, và tôi có cảm giác nó nhỉnh hơn một chút về chất lượng so với lại cái 7X đời Mavic 3 ra đầu tiên. Còn cái cam 3X là nó chèn vào cái khoảng trống, tại vì giữa 1 mà nó nhảy một phát lên 7 thì cái khoảng cách nó xa quá, nên nó chèn một cam 3X vào thì rất là hợp lý. Và cái cam 3X tôi nghĩ là sử dụng sẽ nhiều hơn khi mà mình quay cinematic, mình quay cho nó ạc một chút đó, cho nó điện ảnh một chút, thì thường ta quay 3X, tức là tiêu cự khoảng 70mm đấy, để quay cận cảnh chân dung nửa người, hoặc là quay từ xa đường phố này kia, những dãy nhà đó, những cây cầu đó, nó đẹp, thì cái bổ sung thêm cái cam để vào theo đánh giá của tôi là rất ok, hoàn toàn hợp lý đó. Nếu các bạn khai thác được cái cam 3X thì thước phim của mình nó sẽ rất là tuyệt vời. Không nhất thiết các bạn phải zoom, mà mình chọn thẳng luôn cái cam 3X mình quay ngay từ đầu. Chứ còn zoom thì những người mới chơi thích zoom, nhưng mà những người chơi lâu rồi á thì họ ít zoom lắm. Đó, ít zoom lắm, trừ khi các bạn quay những video vlog, những video giới thiệu quảng canh, những giới thiệu những cái quang cảnh cần ấy. Đó, những nơi xa quá mình không thể bay tới được thì mình zoom lên để mình nói cái thuyết trình cho nó cô đọng đó. Ví dụ như đây tôi nói đây là cái cửa hầm này đó, thì mình zoom vào cho ta thấy. Chứ nếu như mình để rộng như thế này thì mình nói họ nhìn đâu có thấy đâu đó, làm sao họ thấy được cái cửa hầm, tìm tới mai luôn cũng không thấy luôn. Đây là góc K1X24 tiêu cự 24 này, tìm tới mai cũng không thấy cái cửa hầm. Mà mình bay tới tận nơi thì mất 5-7 phút rồi lại bay lùi ra nữa thì nó không hợp lý đó. Và mặc dù đây là quay ban ngày nhưng mà các bạn nhìn thấy nó không có nắng các bạn ơi. Đó, nó không có nắng cho nên là nó cũng xấu nữa. Quay phim chụp ảnh thì rất cần thiết cái nắng, và đặc biệt là cần những nắng xiên từ 6 giờ tới 9 giờ đó, hoặc là từ 3 giờ chiều cho tới 6 giờ chiều. Nắng xiên nó đẹp, nó tạo khối nó đẹp. Đó, đây tôi zoom thử các bạn xem này. 28 cái kỹ thuật số các bạn ha.
mình dung chơi vậy thôi. Chứ khi các bạn quay thật đấy thì đừng nên dung số, hạn chế, mình chỉ dung tới 7x quang học là mình dừng được rồi. Đó, bất đắc dĩ mình cũng phải dung thôi. Đó, thời tiết chiều nay nó tắt nắng sớm quá, cho nên nó không được đẹp, nó không được lung linh. Vâng, bay những cái con đắt tiền như thế này thì các bạn yên tâm rất là nhiều. Cái thứ nhất là về pin, cục pin không là 5 triệu đồng, hơn 5 triệu rồi. Và thời gian bay của con này là 43 phút, hình như là ngắn hơn một chút, vài phút so với lại hai con đời trước. Cũng Mavic 3 đó, xài chung pin. Nhưng mà với cái số lượng pin 43 phút thì tôi bay thực tế được khoảng độ chắc 30 phút rồi. Đấy, các bạn thấy quang cảnh đẹp không? Mình chơi những con to như thế này, đắt tiền và xịn như thế này, thì khi bay xa mình cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đó, về cái sức mạnh của nó có khả năng kháng gió mạnh hơn. Đó, và nó đầm hơn, bớt rung lắc hơn. Đó, là những cái con hoặc là những dòng mini. Đó, đây là tôi đang quay 3X đây các bạn. Đó, các bạn thấy cái góc nhìn nó lạ không? Đó, nó rất là cô đọng ha. Đó, nó gói cái hình ảnh lại, nhìn nó rốp cái hình ảnh lại, nhìn nó gọn gàng, nó rõ hơn và chi tiết hơn. Đó là mình quay cái góc rộng. Thì tùy theo cái mục đích mà mình sẽ sử dụng 3 cam thế nào cho hợp lý. Ở cái chế độ mà quay tự động này thì tôi có đánh giá là có cảm giác là cái vùng sáng á, nó hơi bị cháy một chút rồi. Đó, mặc dù mình để ô tô cân bằng sáng mình để bằng 0, tức là 0 cộng 0 trừ gì hết á, mà cảm giác là cái vùng sáng nó hơi bị cháy một tí xíu. Đó. Còn cái cam 3X á, thì cái vùng tối á, nó hơi bị bạc bạc một tí rồi. Đó, nó không, tức là cái độ tương phản của nó ít ấy. Đó. Nó hơi bạc một chút. Đó, thì nếu như vậy thì bạn có thể tăng cái shadow, cái vùng tối lên cho đậm đà một chút cũng được. Vâng, buổi chiều có tí nắng. Đó, đây là zoom này. Đó, zoom 7X thì zoom 28X thì bất khả kháng thôi. Đó, nó hơi bị mờ. Zoom 28X tức là zoom 4X của cái cam quang học 7X. Mình nghe 28 nó nhiều, thực ra là 7X quang học rồi. Mình zoom lên 2X là thành 14. Zoom lên 4X là thành 28. Tức là thực chất là chỉ có zoom 4X thôi của cái cam 7X, chứ không phải là 28 đâu. Đó, lúc này trời cũng gần tối mà. Gần tối rồi. Thì quay phim kỹ nhất là cái lúc quay mà gần tối đó. Tại vì lúc đó cái cảnh ngày thì nó không ra ngày, đêm thì nó không ra đêm. Đó, nên là rất là khó chịu, nên chất lượng hình ảnh nó sẽ bị xấu. Thà rằng mình quay đêm mà nó xấu á, thì người ta còn có lý do là buổi tối nó thiếu sáng. Nhưng mà quay mà trời nó thiếu nắng, nó gần tối á, mà máy ảnh nó tự động nó cân bằng, nó chỉnh lên, cho nên nó thành ra là trời sáng thì nó sẽ không đẹp. Đó, nên cái lúc mà trời sắp tối á, mình không nên quay các bạn, trừ khi lúc đó còn một chút nắng chiều nhẹ nhẹ này, và trời nó đẹp rồi, thì nó mới ok. Cái đó là cái khung giờ vàng rất là khó để mà quay phim chụp hình. Đó, phải có nắng, phải có cái ráng chiều thì nó mới đẹp được. Còn nó xỉn mới 4 giờ chiều, 5 giờ chiều mà nó xỉn rồi ấy, không có nắng như thế này ấy, thì rất là khó. Đẹp quá các bạn ha. Vâng, Mavic 3 là đỉnh rồi, không có gì để chê nữa. Thật sự là không có gì để chê nữa của con Leica này. Đó. Vấn đề còn lại là kỹ thuật của các bạn thôi. Kỹ thuật về nhiếp ảnh, kỹ thuật về quay phim, chọn cái bố cục như thế nào cho hợp lý, rồi cái thước quay như thế nào
xuất phát từ đâu, tới đâu, bay nhanh, bay chậm như thế nào thôi. Chứ còn không còn lựa chọn nào tốt hơn đó, cho cái con Mavic 3 này là đỉnh nhất rồi. Trừ khi các bạn mua những cái dòng Interrail, những cái dòng lớn, 4 cánh quạt, 6 cánh quạt, những cái loại mà khủng, to đó, thì cái đó lại là chuyện khác rồi. Cái đó là bước qua một cái level khác rồi. Không còn đấy, trời không có nắng các bạn ha, đó, hoặc là nắng rất nhẹ thôi. Bạn này nắng rất nhẹ thôi. Quá đẹp. Vâng, thì các bạn cứ xem video, thấy cái chất lượng video như thế nào thì chắc chắn là khi các bạn mua về, các bạn sẽ quay và sẽ có những cái hình ảnh tương tự như thế này, tương tự thôi các bạn, chứ không phải hoàn toàn, tại vì nó như tôi nói ban nãy đấy, nó lệ thuộc vào cái quang cảnh và cái thước phim. Người ta quan tâm tới nội dung nhiều hơn là chất lượng hình ảnh. Nội dung là bạn quay cái gì ấy, và đẹp hay không. Hạn chế zoom các bạn ha, zoom nhiều người ta khó chịu lắm ạ. Nhưng mà đây là vì nó có 3 camera, cho nên là tôi zoom để tôi test 3 cái phân khúc, 3 cái đoạn zoom, 3 cái camera 1x, 3x, 7x để các bạn thấy chất lượng của nó như thế nào, có đáng để nâng cấp không. Nâng cấp là gì? Ví dụ bạn đang xài con Mavic 3 Classic, nó có 1 cam rất là ức chế, nhiều khi mình muốn chụp hoặc là quay gì xa đó không quay được, thì có nên từ Mavic 3 Classic có nên nâng cấp lên con này không, để mà cái thước phim của mình nó phong phú hơn, mình cơ động hơn đó, sử dụng được nhiều cái tiêu cự. Đó, dùng tới cái ghế ngồi luôn bạn ha. Đó, quá đẹp, rồi vẫn còn sắc nét luôn. Đó, vẫn sắc nét ha. 7x zoom kỹ thuật số lên 14 rồi 28. Cái đoạn nhả này ra thì nếu như bạn quay điện ảnh ấy, thì bạn nhả từ từ thôi. Mà tôi đang quay gọi là phóng sự, cho nên mình làm cho nó nhanh nhanh thôi. Chứ mà ngồi mà lăn mà đợi cho nó ao từ từ nhẹ nhẹ ra thì nó lâu lắm. 28x nó lâu lắm, mất cả 1-2 phút mới ao ra được, thì cái thước phim mình nó dài quá, cho nên là mình làm hơi dối một tí. Đó, zoom hơi nhanh rồi nhả hơi nhanh một chút. Đó, các bạn thông cảm. Vâng, con Mavic 3 này nó còn một cái chức năng rất là hay nữa, đó là chức năng Waypoint và BOI, tức là thiết lập và bay theo lộ trình. Nếu các bạn đi núi, đi rừng, đi đảo, nó cần quay thì tham khảo thêm. Nếu các bạn có nhu cầu thì cứ bình luận bên dưới, tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái chức năng Waypoint và BOI, tức là bay theo lộ trình. Mình chấm điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và nó sẽ bay theo những cái chấm của mình. Mình có thể ngồi ở nhà, mình mở map lên, mình chấm trước, rồi sau đó mình tới. Ví dụ mình muốn bay ở Vũng Tàu đi, ở nhà mình chấm lộ trình trước, rồi mình tới đó mình mở lên là mình bay luôn thôi. Nó tự động bay cho mình, bay mất sóng vẫn bay nha các bạn. Đó, rất là hay, bay mất sóng vẫn bay, tức là hoàn thành nhiệm vụ mới trở về, chứ không phải mất sóng là return home hay là hover đâu. Vâng, các bạn thấy thời tiết nó không ủng hộ tôi các bạn ha. Thời tiết mây trời, không mây, không màu xanh, xám xịt và hơi mù mịt. Cho nên là video này tôi test chất lượng quay 4K 3 frame giây. Vâng, cái cam 1x ấy, nó có khả năng quay lên tới 5K mốt, cái cam xịn sò nhất đấy, 5K mốt đấy các bạn.
nhưng mà để cho nó đồng bộ 3 cam thì tôi quay 4K 30 giây. Nếu mà trời nắng như thế này á, thì mình quay 60 giây thì nó sẽ bớt khựng hơn, nó mượt hơn. Tuy nhiên do cái video này mình ghép chung ban ngày với ban đêm nó lẫn lộn với nhau, cho nên nếu mình quay 60 rồi cái video ban đêm mình quay 30 rồi mình xuất ra 30 thì nó cũng vô nghĩa. Đó. Rồi quay 60 nhiều khi đưa lên YouTube á, nhiều bạn đường mạng đường truyền nó thấp, coi 60 nó còn khựng hơn là 30 nữa. Cho nên là coi trên mạng thì 30 frame giây hay 60 giây nó còn lệ thuộc vào đường truyền nữa. Nhiều khi 30 các bạn lại thấy nó mượt, mà 60 thì nó lại khựng. Còn nếu các bạn có được cái file gốc về mở trên máy tính, mà máy tính phải mạnh ấy nha, đó, hoặc mở trên TV thì mọi chuyện nó sẽ khác. Mọi chuyện nó sẽ khác rất là nhiều. Và dùng 28X. Quá đẹp các bạn ơi. Màu sắc thì tôi chỉ chỉnh sơ sơ tí, nó tăng cái màu lên chút thôi ha, chứ không có làm gì nhiều cả. Mình không có chú ý gì ở trong cái video này. Mình nội video của mình không có nội dung, không có ý đồ về xuân hạ thu đông, về thời trời nắng trời mưa, tông nóng tông lạnh gì, cho nên mình không có chỉnh màu gì cả. Đó, mình để nguyên vậy cho các bạn tiện theo dõi thôi. Chủ yếu là mình quan sát cái chất lượng video và cái màu sắc gốc của nó như thế nào. Đó, 3K có xứng đáng hay không. Nếu các bạn đang sử dụng con Mavic 3 đó, có 2 camera rồi, thì tôi nghĩ không nhất thiết lắm phải nâng cấp lên con này, trừ khi mà túi tiền của bạn rủng rỉnh. Còn nếu như các bạn đang dùng những dòng E1, E2, E2S thì nên nâng cấp, nó sẽ rất là đáng giá đó. Vâng, tôi test thêm một đoạn buổi tối ở chung cư, ở khu nhà tôi ở, thì khu này thì nó không có sáng, không có đẹp như là ở ngoài trung tâm, ở ngoài quận 2. Chỉ là nhà ở bình thường thôi, nhà phố bình thường thôi. Tức là không có cái gì nó phát sáng nào cả. Ngoài đèn đường. Và nếu như có cái chung cư á, thì có một số đèn của chung cư, đèn của cửa sổ nó hắt ra thôi, chứ không có đèn sáng long lanh lộng lẫy. Thì để các bạn thấy khi mà mình quay thực tế ở những cái nơi như thế này, tôi nghĩ rằng những nơi như thế này các bạn sẽ gặp nhiều hơn những khu dân cư bình thường á. Đó, ví dụ như mình sống ở đây đó, mình ra đây mình quay, mình chơi đó, mình chụp những cái chung cư mà mình đã từng sống ở đây để kỷ niệm, hoặc là quay sinh nhật gì gì đó, thì thường là ánh sáng nó sẽ như thế này. Vâng, tôi bay ở đây, tôi sống ở đây 15-16 năm rồi, và cũng bay test nhiều con Leica ở đây rồi, thì đúng là cái con Mavic 3 này nó tiền nào của nấy, nó rõ, nó sáng, nó đẹp hơn rất là nhiều so với lại những cái dòng E. Còn dòng Mini thì bây giờ có con Mini 3 Pro á, cũng khá là xịn đấy. Vâng, sẵn tiện đây thì tôi giới thiệu lại những cái dòng Leica để các bạn tiện theo dõi ha. Nhiều bạn mới chưa có am hiểu á, thì Leica nó chia ra DJI, tính riêng dòng DJI thôi nha, nó chia ra là 3 phân khúc. Đó, một cái tầm thấp, một cái tầm trung và một cái cao cấp. Đó, chia ra 3 phân khúc, 3 túi tiền khác nhau. Thì cái dòng thấp nhất á, thì các bạn thấy nó sẽ có chữ Mini. Mini ý nói là cái con size nhỏ đó, trọng lượng nó chỉ có 249g, thì nó gọi là con Mini. Thì nó có tất cả những con sau đây: Mini 1, Mini 1 SE, Mini 2, Mini 2 SE, Mini 3 và Mini 3 Pro. Đó, mình sẽ có 6 con Mini như vậy. Đó, giá của những con Mini đó thì dao động trong khoảng là dưới 10 triệu và mười mấy triệu, 20 triệu cũng có nữa. Đó là cái dòng căn bản. Rồi, cái dòng trung cấp là cái size nó sẽ to hơn,
trọng lượng của nó nặng gấp đôi cái con mini, tức là đâu đó khoảng 500 gram, 500-600 gram, thì con đó người ta DJI nó gọi là dòng Lightcam dòng E. E thì mình có E1, E2 và E2S. Đó. E1 thì ra cái đây lâu lắm rồi, 4-5 năm rồi. Đó. 3 dòng là dành cho những người tầm trung. Thì con E2S là con xịn nhất hiện nay. Và cuối cùng là dòng Pro, dòng chuyên nghiệp. Đó, dòng chuyên nghiệp, dòng cao cấp ấy. Thì sẽ có là Mavic. Cái tên của nó sẽ là Mavic, Mavic 1, Mavic Platinum. Đó, thì những cái con nó lâu quá đó, 4-5 năm trước rồi. Sau đó là lên Mavic 2, đó, Mavic 2 Pro, rồi Mavic 3, Mavic 3 Classic. Và cuối cùng đầu tháng 5 năm 2023 thì ra Mavic 3 Pro là con đỉnh nhất của dòng cao cấp và cũng là con đỉnh nhất của cái hệ sinh thái Lightcam DJI. Vâng, các bạn thấy tôi quay ở đại lộ Nguyễn Văn Linh này vào một cái khu dân cư bình thường như thế này, chỉ có đèn đường thì chất lượng của nó cũng khá ổn các bạn ha, khá đẹp. Mình quay xong là mình về và chỉ diễn nguyên để mà xài thôi, cùng lắm là thích màu mè thì giống như tôi thì chỉnh lên tí màu cho nó tươi hồng lên thôi, chứ ngoài ra mình không cần làm gì thêm. Đó, tôi quay 4K 30 fps về ghép vô video và vừa xem vừa bình luận. Đó, thu âm lại để các bạn vừa xem video vừa xem bình luận đánh giá của tôi như thế nào về con này. Tóm lại là con Lightcam Mavic 3 Pro này giá 59.900.000 đồng là vô đối nhất tại hiện nay. Đó, trừ khi các bạn mua những cái con bản cine lên tới hàng trăm triệu hoặc là 140 triệu cho full combo. Đó, thì tùy theo nhu cầu công việc. Đẹp quá các bạn ơi. Ok, nếu các bạn thú vị với cái con này, con Mavic 3 Pro này, thì hãy bấm vào phần mô tả của video. Bên trong phần mô tả sẽ có cái link đó dẫn đến trang web của shop Tokyo Camera. Các bạn bấm vào để cập nhật giá. Đó, nó có 4 phiên bản đúng không ạ? Mavic 3 có 4 phiên bản, Mavic 3 Pro có 4 phiên bản. Các bạn chọn lựa cho mình. Chúc các bạn sớm mua được con Mavic 3 và có những thước phim mượt mà. Chúc các bạn có những chuyến bay an toàn và những thước phim đẹp. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.